Kính thưa quý khán thính giả của Đài Việt truyền hình Việt Nam thuộc hệ thống Cali Today tại San Jose, hôm nay chúng tôi có mặt ở tại Trung tâm Dịch vụ Việt Mỹ, tức là Vietnam American Service Center, ở tại địa chỉ của đường Center và đường Tully, số 2410 Center Road, California 95111. Trung tâm này đã được mở ra từ tháng 10 năm 2021, đã khánh thành và chuẩn bị xây dựng cách đây 5 năm, và năm 2021 đã hoàn thành. Hiện nay chúng tôi đến đây để thăm viếng chính thức, để biết tìm hiểu thêm những gì diễn ra và những phần nào được phục vụ trong này, về y tế, về giáo dục, về xã hội, về dinh dưỡng, theo như sự thông báo ở trên các website của quận hạt Santa Clara County. Và gần đây đặc biệt có những tin đồn về trung tâm này. Tại sao mang tên Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ mà trong này không phải cho người Việt mà có nhiều sắc dân? Do đó, người bên cạnh chúng tôi là cô Michael Lee, hiện giờ là giám đốc điều hành trung tâm. Xin hân hạnh kính chào Michael Lee. Dạ, Michael xin kính chào chú và kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay được gặp một cô bé rất là trẻ, nói tiếng Việt rành, và cô ấy được làm giám đốc ở đây, và cô thẳng thắn trả lời tất cả mọi câu hỏi của chúng tôi. Và chúng tôi trước mặt có hai tờ chương trình, một là chương trình sinh hoạt của Vietnam American Service Center, và một tờ là thực đơn trong tháng 11. Ở đây làm gì và phục vụ cho ai? Michael Lee sẽ trả lời cho quý khán thính giả của truyền hình Việt Nam. Michael Lee có thể cho biết cái vấn đề thành lập ở đây có thể khái quát một số vấn đề từ ngày thành lập ở đây và phục vụ cho ai? Có thể Michael trình bày những điều đó, xin mời. Dạ, xin cảm ơn chú. Michael xin nói khơi sở một cái lịch sử một chút xíu về tại sao cái trung tâm này được thành lập. Khoảng chừng vào năm 2011, lúc đó là giám sát viên Dave Cortese, hiện giờ ông là thượng nghị sĩ Dave Cortese, ông cho Sở Y tế làm một cái buổi nghiên cứu sức khỏe cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là cho cộng đồng Việt Nam thôi. Thì cái kết quả cho biết là tuy cộng đồng Việt Nam của mình rất thành công về mọi mặt, nhưng mà có những cái dịch vụ hay là những cái dịch vụ của quận hạt mà cho cộng đồng mà mình cái cộng đồng Việt Nam mình chưa có được kêu bằng trọn vẹn hưởng đó chú. Lý do là vì cộng đồng Việt Nam mình có nhiều người, nhất là quý bác, thiếu bảo hiểm sức khỏe, và từ đó thì mình ít có đi khám bệnh để chăm sóc sức khỏe. Và trong cái nghiên cứu đó thấy là những cái bệnh giống như là ung thư, các loại ung thư hay là bệnh gan, chẳng hạn như vậy, viêm gan, và những cái vấn đề sức khỏe khác, thì trong các cộng đồng bạn thì cộng đồng Việt Nam có lẽ là nguy cơ bị cao. Cho nên sau khi đó, từ 1-2 năm sau gì đó, thì lúc đó ông Dave và bà Cindy Chavez có gợi ra cái ý là từ cái kết quả đó thì mình phải làm gì. Tại vì mình nghiên cứu, mình có kết quả mà mình không làm gì cái kết quả đó thì mình không giúp được cộng đồng. Cho nên gợi ra là làm một cái trung tâm, tức là hiện nay là trung tâm phục vụ Việt Mỹ mà chúng ta đang ngồi ở tại đây, để làm gì? Để đưa những cái dịch vụ thiết yếu mà mình tìm hiểu được trong cái cuộc nghiên cứu sức khỏe đó, mà trong đó chẳng những cái vấn đề gì, sức khỏe thể chất, sức khỏe về tâm trí, tâm lý, và những dịch vụ xã hội thì cộng đồng mình chưa biết được nhiều, tuy là rất là phổ biến trong quận hạt. Cho nên cái trung tâm này được mở ra để mình đưa các dịch vụ thiết yếu của county, của quận hạt vào, để thuận tiện cho cộng đồng chúng ta tới một nơi, một chỗ, không cần phải đi 4-5 chỗ để mình được về dịch vụ xã hội nè,
mình được sinh hoạt lành mạnh nè, mình được dịch vụ về tâm trí, tâm lý và dịch vụ về sức khỏe y tế như là phòng khám răng. Tuy phòng khám răng chưa có mở ra vì họ đang chỉnh sửa để gắn những cái thiết bị vào, nhưng mà có bác sĩ, có y tá, có nhà thuốc tây, có phòng thử nghiệm đều mở ra hồi tháng 2 trong 2022. Dạ, hồi tháng 10 giống như nãy chú có nói đó, tháng 10 đó là 2021 thì có mở ra, trung tâm có mở ra để những cái cho đưa vào những cái dịch vụ sơ lược thôi. Nhưng mà tháng 2 thì bắt đầu những cái dịch vụ về y tế đã bắt đầu. Thưa chú, dạ. Rất là cảm ơn cô Michaeli. Và thưa quý khán thính giả ở khắp nơi, đặc biệt là những người không sống ở vùng San Jose, có thể nghe những tin đồn qua Internet, qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Có những tin đồn mà đặc biệt trong vòng 3 tháng trở lại đây thì tin đồn nó càng phát triển nhiều, và nhiều người được đọc các diễn đàn Internet nói về cái trung tâm này là thành lập không đúng sự thật. Tại sao lại để Vietnamese American Service Center mang cái tên của Việt Nam mà trong đây không phải phục vụ cho Việt Nam? Thì điều đó xin Michaeli cho biết cái trung tâm này phục vụ cho ai và những người nào được tham dự vào những dịch vụ này, được hưởng những dịch vụ này. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chú. Cái trung tâm thì cái mục đích mở cái trung tâm và đặt tên là Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ là cái trung tâm này là của quận hạt, những cái tài khoản là từ quận hạt mà ra, cho nên cái chủ yếu đó là trung tâm phục vụ số đông. Con phải nói là Michael phải nói là 95 hơn phần trăm là đều những quý bác, quý cô chú, anh chị em người Việt Nam. Có vài người ở sắc tộc khác, như là số đông là có vài người người Mễ và một vài sắc tộc khác, như là lâu lâu có người Hoa vào, hay là lâu lâu có một người Mỹ vào, nhưng mà số đông là khoảng 95 hơn phần trăm, cũng có thể nói là 98%, rất là cao, là toàn là người Việt Nam hết. Giống như chú cũng đã thấy khi mà chú bước vào thì hiện bây giờ là cái giờ đang phát phần ăn cho cái người cho quý bác cao niên, thì chú thấy trong cái phòng đợi và những phòng sinh hoạt toàn là mấy bác Việt Nam không. Nãy giờ con cũng chưa có thấy một hai cái người sắc tộc nào khác của người Việt Nam hết. Yeah. Cho nên là số đông là đều phục vụ cho cộng đồng Việt Nam, nhân viên số đông đều là Việt Nam. Giống như chú thấy tuy là không trên màn ảnh, nhưng mà ở trong phòng thì có ở đây ba người, ngoài Michael ba người giám đốc điều hành khác đều là Việt Nam hết. Và cho nên mình phục vụ cho người Việt Nam. Tuy nhiên đây là một cái dịch vụ từ quận hạt, cho nên mình không thể mà mình không phục vụ những cái cộng đồng bạn. Thí dụ như có những người người Hoa, người Mễ, người Phi mà ở gần đây, ngang đường mà họ tiện, họ muốn tới để nhận dịch vụ, mình vẫn vui vẻ và mình tiếp đón họ. Lý do là tại vì đây không phải là những cái đây là không phải là một cái cơ quan riêng, mà là cơ quan của chính phủ, dịch vụ của chính phủ, cho nên mình không thể từ chối cái dịch vụ cho những người khác mà cần chú. Nhưng mà tại vì cái trung tâm để là Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ, Vietnamese American Service Center, cho nên số đông những cái sắc tộc khác họ cũng ít tới đây lắm. Tại vì họ có những cái nơi cho họ, giống như người Mễ hay là người Hoa thì họ có những cái dịch vụ của họ, cho nên số đông là giống như Michael nói, 98 hơn phần trăm hay gì đó là toàn là người Việt Nam không. Nhà xin cảm ơn Michael. Kính thưa quý khán thính giả của truyền hình Việt Nam, khi bước vào đây chúng tôi công nhận là đúng, hôm nay là ngày thứ ba và ở đây đang tới cái giờ ăn trưa theo lịch trình, và rất đông người sắp hàng để nhận phần ăn của mình, và những người đó đúng là người Việt Nam. Và nhân viên phục vụ ở tại văn phòng, trừ ba người giám đốc
thì còn đó những người khác đều là người Việt Nam, chỉ có một người an ninh, một người hướng dẫn, một người có trật tự trong này là người gốc Mexico mà thôi, nói tiếng Anh, ngoài ra tôi không thấy người nào khác. Và khách hàng hôm nay cũng không có những người nào khác. Đặc biệt hơn nữa, những quý vị nào ở xa mà về đây có thể ghé qua đây thăm một lần để cho biết tất cả mọi cái trang trí trong này được hình thành từ một người kiến trúc sư Việt Nam. Anh đó là Thắng Đỗ. Anh đã lấy hình ảnh của chiếc nón lá tượng trưng cho Việt Nam làm ngay tại cái phòng chính, gọi là cái lobby của cái trung tâm này. Chúng tôi thấy đó là hình ảnh một chiếc nón lá đang chụp xuống, coi như bước vô có nghĩa là trên đầu mình đang đội chiếc nón lá. Và bước qua cái tượng thứ hai, nhìn trên những khung cảnh, những hình ảnh từ cái bức tranh cho tới trang trí và những cái hình ở trên cái tấm kiếng mình nhìn ra ngoài đường đó, thì ở đó là những cây trúc xanh. Và theo như anh Đỗ Thắng, ngày mà anh thành lập cái này, anh vẽ ra cái bản vẽ này, thì anh muốn rằng tất cả con người ta đều, người Việt Nam nói riêng á, người Việt Nam mình á, là từ làng quê có bờ tre, có cây, có sông, có suối. Do đó anh thiết trí chung quanh những bức tường, trên những cái kiến đó là những cây trúc màu xanh có tượng trưng cho làng quê Việt Nam với tre xanh. Đó là hình thức bên ngoài. Và trong nội dung thì chúng tôi cũng đã thấy ở đây, mỗi một tháng đều được đưa ra những cái service trong này để cho mọi người có thể tới đây từ thứ hai cho tới thứ sáu, là từ 8 giờ rưỡi đến 5 giờ chiều. Dạ, 8 giờ rưỡi tới 8 giờ. Tới 5 giờ chiều. Và ở đây tất cả đã có ghi, những cái này được để trên website, những cái này được phát cho những người bước tới để họ biết cái giờ nào, có số phone để quý vị liên lạc. Ở đây có một cái thực đơn phục vụ trong cái chương trình này, thì thực đơn đó là viết bằng tiếng Việt. Và tất cả những cái món ăn trong này, quý vị có thể ghé tới đây mà nhìn xem được cái thực đơn này, tất cả đều là tiếng Việt và món ăn Việt Nam. Ví dụ như cá nướng sả ớt, tôm rang thịt, gà sốt, teriyaki, bông cải xào, thịt kho trứng, cá nướng, đùi gà nướng mật ong, bò xào rau, phở gà và bánh ướt, gà kho gừng, bún thịt nướng. Có nghĩa là trên này có tất cả bao nhiêu ngày trong một tháng đều là những món ăn của người Việt Nam. Đặc biệt theo người giám đốc điều hành ở đây cho biết, tất cả món ăn này không phải tự ý mà nấu lên. Trước khi nấu thì món ăn này phải được đưa qua cho sở y tế công cộng của hạt Santa Clara coi về vấn đề dinh dưỡng, coi về vấn đề sạch sẽ, vệ sinh, để đúng với cái tên là thực đơn dinh dưỡng cho người cao niên, và được quận hạt Santa Clara chấp nhận, thì lúc đó người ta mới đưa vào thực đơn và người ta nấu ra riêng. Cũng có nói thêm cho biết, quý vị không đọc được thì tôi xin đọc giùm. Trong đây có một cái món của người mẹ mà người Việt nào ở đây cũng đều biết hết, đó là burrito. Burrito nhưng mà với thịt gà. Chỉ có một món người mẹ thôi. Do đó nên quý vị tới đây có thể biết rằng đúng là của người Việt, hình ảnh cũng như nội dung. Giờ bước qua cái phần thứ hai, cũng xin nhờ Kelly giải thích giùm. Tức là người ta nói trung tâm phục vụ dinh dưỡng cho người cao niên, nhưng ở đây, gần đây, chung quanh cái khu vực này có rất là nhiều cái người homeless ở đây. Do đó mở ra là để những người homeless đó họ tới họ lãnh phần ăn. Điều đó có nghĩa là mở ra làm thức ăn Việt, phục vụ cho người Việt, mà những người chung quanh cái khu vực này là người họp. Cái điều đó như thế nào, xin Kelly có thể trình bày. Dạ, con cảm ơn Michael, cảm ơn chú. Cái chương trình dinh dưỡng cho người cao niên đó, đặc biệt đó là có cái chữ cao niên, cho nên là chỉ dành riêng cho quý bác 60 tuổi trở lên mà thôi. Đúng, Michael khẳng định cái khu này cũng có rất nhiều người homeless. Nhưng mà những người homeless đó có vô để ghi danh, để
kêu bằng sinh hoạt ở đây không? Hồi nào tới giờ thì Michael, chính Michael cũng có tiếp xúc, có một anh, ảnh tới đây ảnh nhờ xin những cái dịch vụ thì mình hướng dẫn, mình giới thiệu dịch vụ cho ảnh, nhưng mà ảnh cũng không có trở lại để nhận cái dịch vụ khác nào hết. Và tuy cái khu này là ngay góc đường Center với đường Tolley thì có cũng rất có nhiều kế bên có cái 7-Eleven, kế bên bên mặt bên phải thì có cái 7-Eleven, bên mặt bên trái thì có cái tòa nhà cho những người low income. Tuy như vậy nhưng mà Michael cũng không thấy những người homeless vào đây để xin nhận dịch vụ. Lâu lâu có một hai người vô, họ xin những cái tài liệu đó chú, thì mình đưa những cái tài liệu, mình giải thích, mình vẫn giới thiệu cho họ những cái tài liệu đó. Chứ khi mà tới đây để mà sinh hoạt, để lãnh phần ăn hay là sinh hoạt hay là khám bệnh thì Michael chưa có thấy. Và cái đó là Michael khẳng định như vậy. Nhưng mà nếu mà họ có tới, họ cần những cái dịch vụ gì mà mình có thể giúp đỡ thì ở đây đều giống như Michael nói, đây là cơ quan chính phủ, cho nên mình không có từ chối dịch vụ một người nào hết. Cái đó là Michael muốn giải thích rõ. Rất là cảm ơn cô Michaeli. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ tìm hiểu tất cả những thắc mắc của đồng hương gửi qua cái hệ thống diễn đàn internet ở các cái dịch vụ phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter hay là Telegram. Có đặt ra những vấn đề mà đặc biệt trong cộng đồng người Việt thì những ngày gần đây đều nói là đây là một cái trung tâm mà làm lấy tên có người Việt mà làm những chuyện làm cho cộng đồng người Việt cảm thấy nhục chứ không phải được vinh danh. Đó là đặt tên làm mọi thứ từ hình thức tới nội dung, nhưng thực sự là để phục vụ cho những người khác. Thì cái điều đó vừa được trả lời là cô Kelly. Giờ tôi xin đi qua một cái vấn đề khác, đó là ở đây có rất nhiều dịch vụ từ y tế về vấn đề sức khỏe con em của mình, của người già, có khám răng, có bác sĩ về vấn đề tâm thần, tức là vấn đề tâm trí, vấn đề tâm lý của người ta. Ở đây có tất cả các văn phòng có 3 tầng lầu và tất cả cái điều đó ra được mở cửa rồi, phải không cô Kelly? Dạ, thưa chú, đúng, chỉ ngoài cái dịch vụ nha khoa thì chưa, dịch vụ nha khoa Michael nghĩ là phải đoán vẫn từ mùa xuân hoặc là mùa hè năm 2023. Lý do là những cái dịch vụ nha khoa nó hơi đặc biệt, là có giống như là những cái ống hút, rồi từ cái ống hút nha khoa đó, giống như là mình khám răng thì mình có những cái giống như là vấn đề vệ sinh, khi mình nhổ ra những cái nước mà trong miệng mình để sụp răng đó, thì cần những cái thiết bị đặc biệt để hút những cái nước đó đưa ra ngoài riêng, chứ mình không có đi chung vào những cái ống khác để tránh đề là nó bị nhiễm trùng đó chú. Và vệ sinh, cho nên cái phòng khám răng hiện bây giờ họ đang vẫn còn xây cất để hoàn thành, để gắn vô những cái thiết bị đó. Tuy bác sĩ đã mướn rồi, và bác sĩ cũng là người nha sĩ mướn rồi, nha sĩ vẫn là người Việt Nam, và nhưng mà những cái thiết bị mình chưa có đầy đủ, cho nên dịch vụ nha khoa tạm thời chưa có, như sẽ có trong vòng vài tháng. Còn những cái vấn đề mà giống như là những cái dịch vụ y tế khác, thứ nhất mà Kha bắt đầu bằng y tế sức khỏe đi, tức là bác sĩ ở đây là bác sĩ mà Michelle Định cũng là người Việt Nam, và hiện tại tại vì trung tâm mới làm lễ khánh thành là tháng 4 năm nay, cho nên vẫn còn mướn thêm bác sĩ. Và những bác sĩ y tá ở đây giống như bác sĩ Michelle, những cô y tá là Việt Nam. Bên phòng thuốc thì cũng là nhân viên Việt Nam, và có những nhân viên dược sĩ là người Việt Nam có thể trả lời câu hỏi cho quý bác. Phòng thí nghiệm cũng là nhân viên Việt Nam. Bên khoa hỗ trợ tâm lý, những người trị liệu tâm lý da số đông, và có bác sĩ Việt Nam, và đều có thể dịch vụ cho cộng đồng chúng ta bằng tiếng Việt.
Và thêm nữa là những người mà những người tiếp tân, nhân viên tiếp tân ở ngồi trước đó chú, để tiếp tân để ghi danh cho quý bác cũng là người Việt Nam. Lâu lâu thiếu người thì họ có thể đưa một hai người khác từ văn phòng tới, mà lúc nào cũng ít nhất là phải có từ hai người Việt Nam để phục vụ cho quý bác ạ. Thì xin hỏi thêm một điều nữa là ở trong này theo cái thiết kế của cái tòa nhà này có một cái nơi sinh hoạt cho mọi người đâu khoảng là chứa được 500 người hay là mấy trăm người đó, thì cái nơi đó đã mở cửa chưa? Cái phòng lớn nhất hiện nay đó tại trung tâm đó, tức là cái phòng ăn hồi nãy chú thấy đó, thì cái sức chứa trong đó đó là khoảng chừng 200, gần 200 người. Gần 200 người. Michael không nhớ rõ là 190 thì phải. Là sức chứa là 190. Thì cái đó, phòng đó là lớn nhất. Thì từ sáng sớm đó thì mình mở cái phòng đó ra cho mấy bác sinh hoạt sức khỏe, sức khỏe, những cái sinh hoạt lành mạnh sức khỏe, rồi từ 11 giờ cho tới 1 giờ là cái phòng đó dành riêng cho quý bác lãnh phần cơm, và sau khi 1 giờ cho tới 7 giờ rưỡi 8 giờ tối là đều sinh hoạt, có những cái chương trình sinh hoạt giả tử như lớp computer, lớp anh văn, lớp thi quốc tịch, và những chương trình giống như là hội thảo về sức khỏe não hay là sức khỏe tâm lý, hay là những cái buổi mà hỗ trợ, những cái chương trình hỗ trợ cho cộng đồng đó, sức khỏe cho cộng đồng đó chứ. Thì mình có cái chương trình từ sáng cho tới chiều. Michael rất là mong là sau này cái lầu 3 mình khi mà hoàn thành đó, tức là lầu 3 cái tòa nhà mình đã hoàn thành nhưng mà còn vài cái chỉnh sửa chưa có xong, cho nên hiện giờ lầu 3 vẫn được chỉnh sửa về vấn đề xây cất. Cho nên khi mà lầu 3 xong rồi thì trên lầu 3 mình có một cái phòng rất là rộng để cho kêu bằng cái phòng đó là cho cộng đồng mình xài đó chú, tức là ai cũng có thể tới, rồi mình check ra một cái iPad, mình có wifi, mình có thể đọc báo, mình có thể các em có thể làm homework thí dụ như vậy, hay là mình có thể trò chuyện, tức là cái phòng cộng đồng chung thì tất cả mọi người đều có thể đó để tới để sinh hoạt. Và ngoài cái phòng cộng đồng đó, cái phòng đó thì sức chứa là 49, và ngoài cái phòng đó là có ba cái phòng khác nữa, ba cái phòng họp, gọi là tạm gọi là phòng họp đi, là cái những cái conference meeting room đó, thì mình có ba cái. Thì sau này tụi cháu sẽ dùng cái ba cái phòng đó để đưa vào những cái chương trình, tại vì có rất là nhiều chương trình cho quý bác, nhưng mà ở dưới lầu một này chỉ có cái chương trình, có cái phòng cái phòng ăn hồi nãy, và cái phòng này thì sức chứa khoảng chừng 15 người, ví dụ như vậy, 15 hơn người thôi, tức là chỉ có bị hạn chế hai cái phòng, nhưng mà khi lầu 3 mở lên thì những cái dịch vụ mình sẽ đưa lên thêm cho mở rộng ra tới lầu 3. Và thêm nữa là Michael sẽ mở giống như là để cho cộng đồng chúng ta và cộng đồng bạn có thể mượn những cái phòng họp ở trên lầu để mình có thể họp, hay là mình làm cái sinh hoạt gì đó. Thì cái đó là trong tương lai sẽ mở ra thưa chú. Nhưng mà trong cái thời gian qua đó, tức là vào khoảng tháng 5 vừa rồi đó, bữa nay là tháng 11, thì thấy trong cái chương trình có quảng bá ở trên báo là có Cinco de Mayo cho người Mỹ sinh hoạt đó, thì họ sinh hoạt ở chỗ nào? Thưa chú, tại vì cái quận hạt, cái giống như Michael nói đó, cái trung tâm này là phục vụ chính là cho người Việt Nam. Ngoài cái dân số ở dòng khoảng chừng 2-3 mile của Vast đó, số đông là người Việt Nam, và kế theo nó là người Mễ Tây Cơ. Cho nên là khi mà trong đây cũng có nhân viên người Mễ, tuy cái số nhân viên đó rất nhỏ, tức là khoảng chừng hiện tại thì cái chương trình ở dưới lầu một, cái chương trình sinh hoạt thì có hai nhân viên người Mễ để phục vụ cho những người Mễ mà không biết tiếng Anh, họ tới thì mình có thể tiếp xúc với họ đó chứ. Nhưng mà số đông tất cả ngoài đó ra là đều là người Việt Nam. Cho nên là khi mà mình cũng có sinh hoạt và cũng có hỗ trợ và cho cộng đồng bạn, tức là cộng đồng Mễ Tây Cơ, cho nên hồi tháng 5 mình có mở
cái buổi sinh hoạt nhỏ nhỏ để cái ngày Cinco de Mayo, để giống như là mình hướng về, mình chia sẻ những cái sinh hoạt với cộng đồng bạn. Tuy là nói Cinco de Mayo nhưng mà nếu mà quý bác nào có tới cái ngày đó là 90% hơn cả 95% toàn là mấy bác Việt Nam tới thôi. Cho nên chỉ có là từng Michael dám khẳng định nha, dám khẳng định là dưới 25 người là người Mễ. Còn số đông á, khoảng chừng 25-30 người là khẳng định là người Mễ. Còn bao nhiêu á, mấy trăm bác khác tới toàn là người Việt Nam. Không, tại vì lý do là khi mà mở ra có những sinh hoạt như lại là sinh hoạt lành mạnh, thí dụ như là karaoke nè, thì hôm đó karaoke rất là đông. Mà mình làm karaoke thì quý bác cứ vô là đăng ký là ca tiếng Việt. Còn anh nào muốn ca tiếng Mỹ thì ca tiếng Mỹ, anh nào muốn ca tiếng Mễ thì ca tiếng Mễ. Nhưng mà số đông là toàn là mấy bác Việt Nam thôi. Rồi những cái chương trình sinh hoạt cái ngày đó thì cũng là mấy bác Việt Nam tới để tham dự. Mấy bác rất là thích tới đây, thưa chú, là tại vì đây là cái nơi mà quý bác tới để làm bạn. Một cái ngôi nhà khác ngoài cái ngôi nhà của quý bác. Xin lỗi chú Michael hơi cảm động, là tại vì có nhiều quý bác rất là cô đơn, ở thì chỉ ở một mình thôi. Cho nên sáng sớm quý bác phải đi xe bus tới đây, hay là quý bác đi bộ tới, hay là con cháu chở tới, rồi cái giờ rảnh con cháu rước về. Cho nên quý bác tới đây rất là sớm để quý bác trò chuyện, tâm sự với nhân viên, với nhau để làm bạn, làm một cái cộng đồng nhỏ trong cái cộng đồng lớn. Thì quý bác bớt cô đơn. Cho nên là chương trình gì tụi cháu mở ra thì quý bác tới rất là đông. Cho nên cái ngày Cinco de Mayo mang cái tiếng Cinco de Mayo, 90-mấy% là toàn là mấy bác Việt Nam nhưng thôi. Mà khi xin chỗ này là khi mình muốn sử dụng cái phòng đó để làm một việc gì, chẳng hạn như người Việt Nam muốn có cái ngày lễ Trung Thu hay là ngày lễ Tết, họ có thể tới đó để tổ chức được không? Thì ở đây đó chú, cái sinh hoạt của mình đó thì cái lịch trình sinh hoạt đó thì thứ nhất là nhân viên phải đưa ra cái lịch trình ít nhất là hơn 3 tuần hơn. Lý do là khi mình mở ra một cái sinh hoạt gì đó hay là một cái lớp gì đó thì mình phải quảng báo cho cộng đồng mình biết. Khi mà nhiều người biết thì mình mới tới. Thì giả tự nhiên những cô giáo hay là những người mà điều hành những cái lớp hay những cái lớp sinh hoạt đó thì có những người tham dự. Và nếu mà mình mở ra mình không có người tham dự thì mình mất đi cái mục đích đó. Cho nên thường là lên chương trình trước khoảng chừng 3 tuần rồi mình quảng báo để cho quý bác biết, tại quý bác ghi danh để sinh hoạt. Cho nên cái chương trình nó rất là đầy từ sáng tới chiều. Nếu mà ở bên ngoài mà quý hội đoàn nào mà muốn mượn phòng thì nào giờ tụi cháu vẫn giống như Michael nói đó, là cái phòng ở đây vẫn còn giới hạn. Tại cái phòng lớn nhất là cái phòng ăn đó. Mà cái phòng ăn là cái phòng chính để chương trình từ sáng tới chiều. Nếu mà không có ảnh hưởng tới cái chương trình sinh hoạt của mấy bác cái giờ nào trống thì nhân viên ở đây vẫn hoan hỷ để mình mở ra để cho cộng đồng bạn, để cho những cái cộng đồng bạn, tức là cộng đồng Việt Nam và cộng đồng bạn có thể mượn. Michael cho thí dụ ở đây có một cái trung tâm họ mở một cái nhóm hỗ trợ cho người ung thư, bệnh nhân ung thư. Thì cái nhóm đó của người Mễ thì họ có mượn chỗ. Mà cái đó thì không có vướng tới cái vấn đề chương trình, tức là mình không có cắt những cái lớp và những cái chương trình nào hết. Mà không có ảnh hưởng, tức là cái giờ đó trống, cái phòng trống thì mình có thể cho họ mượn tới. Điều đây đó để làm hỗ trợ một cách nhanh gọn nhẹ, là cứ gọi phone tới, nếu trống thì được mượn. Có đúng mình có vậy không? Mình lên chương trình rồi mình được mượn và có những cái giấy tờ có thể là mình ký để mình giống như là tại vì đây là của chính phủ cho nên cái gì cũng qua cái phần giấy tờ để mình ký giấy tờ như ký là ngày đó hay là gì đó. Nhưng mà thực ra rất là đơn giản. Đơn giản trên hỏi tiếp cho nó lẹ là có phải đóng tiền để sử dụng cái đó không? Dạ không, hồi nào giờ ở đây không bao giờ, chưa bao giờ lấy cái tiền chi phí gì hết. Giống như Michael cho chú một cái thí dụ là có đây có một cái hội đoàn gọi là Vietnamese American Professional Women, tức là cái hội phụ nữ đó là mấy cô bằng áo xanh đó. Thì cái hội đó thì mấy tháng trước có mượn
cái trung tâm để làm cái lễ phát thưởng cho các em học sinh, để khuyến khích các em mà để các em ra đại học có một cái ra trung học thì đi đại học có một số học bổng nhỏ để hỗ trợ các em về vấn đề học vấn. Thì có mượn cái phòng này thì Michael và các anh chị ở đây đều sắp xếp bàn ghế thường mà mượn đó. Mà theo hỏi là hội đoàn nào, mục đích là cái gì, bao nhiêu người, cần sắp xếp như thế nào. Thì ở đây nhân viên đều sắp xếp ghế bàn đầy đủ. Hội đoàn đó chỉ cần tới đúng ngày đúng giờ thôi. Rồi xong xuôi là xong, là xong luôn. Là nhân viên đều dẹp ghế đi hết, cũng không cần làm gì hết. Tức là nhân viên phục vụ sắp bàn sắp ghế, và có bảo vệ và có nhân viên phục vụ giúp đỡ cái hội đoàn đó cho tới khi nào cái buổi họp hay là cái buổi sinh hoạt đó xong, nhân viên cũng dẹp bàn ghế đi luôn. Vậy thì chúng tôi cũng có một vài điều cũng muốn hỏi thêm, đó là vấn đề y tế của cộng đồng là trên tầng 2, tầng 3 đó có những cái phòng đó, trong đó có phục vụ về vấn đề bác sĩ gia đình, rồi có nha khoa. Và đặc biệt người ta đồn với nhau và người ta loan truyền với nhau rằng ở đây có chữa bệnh tâm thần, có nghĩa là bệnh tâm thần mà người Việt mình nghe chữ tâm thần có nghĩa là điên. Vậy thì cái vấn đề mà sức khỏe tâm thần ở đây diễn ra như thế nào và phục vụ ra làm sao, và người được phục vụ là ai? Dạ, xin cảm ơn chú. Cái vấn đề này thì rất gần với Michael, tại vì Michael là một chuyên gia trị liệu tâm lý. Michael board certified là licensed marriage family therapist, là Michael trị liệu cho những người có vấn đề về cần phục vụ về tâm lý. Và nói về vấn đề tâm lý đó thì nó rất là rộng. Michael chỉ có nói đơn giản như vậy. Tất cả chúng ta trong cuộc sống này, một phút nào hay là cũng có một giờ, một ngày nào đó, hay là có một thời gian nào đó trong cái cuộc đời của mình cũng có vấn đề, mình cũng tức là mình là người đúng không chú, mình đều có sự suy nghĩ, cảm giác, và cuộc sống thì trong cuộc sống ai cũng có cái trạng thái gọi là tâm lý, dù là tâm lý lành mạnh hay lúc đó mình cần hỗ trợ hơi yếu đuối. Chẳng hạn như có những người bị trầm cảm, hay là bị hồi hộp, hay là bị tâm thần phân liệt, tức là schizophrenia, hay là bị lưỡng cực, tức là bipolar, hay là những cái triệu chứng mà gọi là bị ảo tưởng, ảo giác. Và cho nên nói về tâm lý đó, hay là tâm trí, thì nó rất là rộng, từ có thể là nhẹ, với tới một người thân mình mất hay là đau bệnh, mình cũng có thể buồn, cái đó cũng là một cái trạng thái tâm lý. Cho nên nếu mà nói tâm lý không có nghĩa là ai cũng phải điên loạn hết. Tuy như vậy, những người điên loạn họ đều có trí thông minh và họ có sự hiểu biết và họ cũng có cảm giác. Michael dám khẳng định như vậy thì lý do là sao? Michael làm trong ngành trị liệu tâm lý và làm cho quận Hạt hơn 23 năm. Chính ngày hôm nay, Michael vẫn là một người và một người duy nhất Việt Nam khi mà 24/24 cộng đồng gọi, cảnh sát gọi, mà có những người cần hỗ trợ về tâm trí giống như họ bị khủng hoảng, thì Michael là người Việt Nam và chỉ có một người Việt Nam làm cái dịch vụ này 24/24. Có thể được gọi nửa đêm, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, có thể đi một ca như vậy. Có những ca là họ nhảy cầu, họ muốn tự tử, thì Michael có thể ở đó từ 1 tiếng cho đến 5-10 tiếng, có thể là mười mấy tiếng, rồi Michael vẫn làm công việc của Michael. Cho nên là Michael dám khẳng định với chú là ở đây có dịch vụ về tâm trí, và những bác sĩ ở đây thì vẫn đặc biệt là sao, ở đây mình không có cần phải làm hẹn. Thì ai mà cần dịch vụ tâm trí đó, tại vì nó khác với dịch vụ sức khỏe, là dịch vụ sức khỏe mình có Medicare hay là bảo hiểm sức khỏe, thì cái vấn đề đó là khác. Nhưng mà về tâm trí đó thì họ có một cái tài khoản, họ dịch vụ cho họ, mình làm dịch vụ cho, mình tiếp xúc và mình hỗ trợ cho những người không có bảo hiểm, tức là những người nào mà không có undocumented, tức là không có giấy tờ hợp pháp, mình cũng có thể mình trị liệu và mình hỗ trợ cho họ. Và những người nào có khả năng thì có nhân viên giúp để làm sao
điền đơn để xin cái bảo hiểm sức khỏe nào mà phù hợp nhất cho mình. Còn những người mà có sức khỏe riêng tư mà không có contract với quận hạt đó thì mình vẫn hỗ trợ, và nếu mà cần thiết mình có thể ngồi xuống gọi cái những cái bảo hiểm riêng của họ để giúp họ làm hẹn cho họ luôn, không cần phải là ở đây. Nhưng mà ở đây đó thì có nhân viên, có vài nhân viên, nếu mà nói về tâm trí đó, dụ tâm trí đó, là có nhân viên có kinh nghiệm sống. Tức là sao? Là những nhân viên đó không phải là trị liệu tâm lý gia, nhưng mà họ đã từng trải qua một cái trải nghiệm gì đó trong đời họ, và họ bây giờ họ mạnh khỏe, họ lành mạnh, họ muốn trở lại để hỗ trợ những người khác. Hay là họ đã từng chăm sóc cho một người thân, một người thương hay là một người quen mà có trạng thái tâm trí, cho nên họ có cái kinh nghiệm đó, họ làm cái nghề này để họ trao lại và giúp đỡ lại cho những người khác. Kế đó là có những người trị liệu tâm lý gia giống như là cháu, là họ mình có bằng và mình board certified và mình trị liệu, làm trị liệu. Và thêm nữa là có những nhân viên kêu bằng y tế về tâm lý đó, tức là họ chích thuốc. Có những người mà họ không thích uống thì họ có thể chích, thì có nhân viên y tá chích. Và thêm nữa là có những bác sĩ trị liệu tâm lý, tức là bác sĩ mà psychiatrist đó, tức là bác sĩ ghi toa và cho thuốc được luôn đó, là psychiatrist, thì đều có ở đây, dịch vụ ở đây mình có. Dạ, cái đó Mikhail rất là rành, tại vì Mikhail là một trong những giám đốc chi bộ của bên khoa tâm trí mà Mikhail đã làm trong khoa tại quận hạt này 23 năm rồi. Dạ, rất là cảm ơn. Chúng tôi nhân đây xin đọc lại một lần nữa là trung tâm này mở cửa Monday to Friday từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là 12 tiếng đồng hồ, riêng thứ bảy thì 10 giờ tới 5 giờ chiều. Và địa chỉ ở đây là 2410 Center Road San Jose CA 95111, có cái số điện thoại là 408-518-6200, 518-6200. Những cái tờ chương trình này có 3 thứ tiếng Anh, Việt và Mỹ Tây Cơ, tức là Spanish. Thì quý vị tới đây hoặc thân nhân tới đây có thể lấy cái tờ giấy này về, và mỗi tháng có một tờ phải không? Dạ, mỗi tháng đều mình có cập nhật mỗi tháng hết. Tức là mỗi một tháng đều có cái chương trình lên sẵn đây, và cái giờ nào quý vị cần, và số phone có sẵn đây, từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Quý vị có 12 tiếng đồng hồ đó, quý vị muốn gọi vô để service, để được người ta giúp đỡ, và có tất cả mọi dịch vụ về sức khỏe, về dinh dưỡng, và có nơi sinh hoạt, và trong tương lai sẽ có những cái sinh hoạt đặc biệt. Và xin trở lại với cô Mikhaili, có nghĩa là Vietnamese American Service Center là của người Việt, phục vụ là 95% là người Việt ở đây, và những sắc dân khác vẫn có thể tới đây hưởng cái dịch vụ này, vì đây là thành phố của Mỹ và ở đây là một đất nước có đa sắc dân, đa chủng tộc. Bất kỳ ai tới cái nơi công cộng đều được phục vụ, không từ chối. Và trung tâm này không có nghĩa là dành riêng cho người Việt mà cho tất cả mọi người. Chỉ có một điều là người Việt được ưu tiên hơn. 95% là người Việt, nhân viên phục vụ tiếng Việt, và tất cả mọi thức ăn trong này về dinh dưỡng là người Việt. Đó là những điều mà chúng tôi nghe được, thâu thập được dư luận, và hôm nay gặp cô Kelly để nói lên sự thật và tin đồn như thế nào. Và nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, quý vị có thể liên lạc với bên truyền hình Việt Nam, tờ báo Kelly Today, và liên lạc trực tiếp với văn phòng này là 408-518-6200. Xin cảm ơn Mikhail Lý. Tất cả những điều thắc mắc chúng tôi đã hỏi hết. Nếu trong tương lai có dịp thì chúng tôi sẽ trở lại, và xin quý khán thính giả có thể gửi tất cả mọi thắc mắc về trung tâm này. Đừng nghe lời đồn, và sự thật quý vị tới đây sẽ được giải đáp. Thưa chú, Mikhail xin vài giây nữa không được không chú? Xin mời. Hồi nãy chú có nói về cái cách trang trí và thiết kế của tòa nhà.
Mikhail cũng muốn thêm một chút xíu lời của chú là khoảng chừng 10 năm trước thì những cái thiết kế đó giống như chú nói là cái nón lá, đúng không? Cái thiết kế của cái nón lá hay là những cái ở trên sàn nhà là màu xanh lá cây giống như màu xanh của lúa mạ ở ngoài lobby, nếu mà chú ra cái phòng đợi có những cái in những cái hình con chuồn chuồn. Ví dụ mình không lên phòng 2 vì có bệnh nhân trên đó, nhưng mà ở trong phòng 2 chú bước vô phòng 2 đó thì những cái phòng khám bệnh có những cái hình của cái những cái hoa sen, hoa súng rất là đẹp. Và có những cái trần nhà, nếu mà chú coi có những cái design nó giống, chứ thiết kế nó giống như những cái đôi đũa. Tất cả những cái đó chú nói rất là đúng là công lao của anh Thắng. Tuy nhiên cái đóng góp ý kiến đó là từ cộng đồng. Từ 10 năm trước chính cháu và những nhân viên ở đây đã có mở buổi họp cộng đồng để lấy ý kiến của cộng đồng. Cái hình cái nón lá đó là hồi xưa là cái ý cuốn của từ Bác Lộc ra. Bác Lộc là ở bên Việt Museum đó. Tức là có những bác tới và đóng góp ý kiến, và từ cái những ý kiến đó mình lấy để mình đưa vào, anh Thắng anh đưa cái những cái ý kiến của cộng đồng của mình vào để anh thiết kế cái tòa nhà này. Cho nên là, và những cái dịch vụ cũng là từ những cái buổi họp để mình lấy ý kiến của cộng đồng là những dịch vụ gì cần thiết và quan trọng cho cộng đồng chúng ta. Thì sau 10 năm, bây giờ cái trung tâm nó mở ra được lễ đại khánh thành là được 6 tháng. Thì ở đây nhân viên đã phục vụ được 6 tháng. Thì hôm nay là cái ngày nhân viên Mikhail và Mikhail mở ra một cái buổi họp cộng đồng. Nó trùng hợp là nó ngày hôm nay là 6 giờ chiều cho tới 7 giờ rưỡi chiều. Lý do mình làm cái buổi chiều như vậy là để cho quý cô chú, anh chị, quý bác mà mình đi làm đó thì mình vẫn có thời gian để mình tới để mình họp. Và hôm nay cái buổi họp cộng đồng đó là tiếp tục nhận đón cái đóng góp ý kiến của cộng đồng, là sau 10 năm mình đã mở ra là mình đã dịch vụ rồi. Thì sau 6 tháng thì mình lấy góp ý kiến là những cái gì tốt mình vẫn giữ, mình thì tiếp tục mình làm. Những cái gì chưa hoàn hảo lắm thì mình có thể lấy ý kiến của cộng đồng để mình làm cho nó hoàn hảo và tốt hơn. Cho nên là hôm nay là có cái buổi họp cộng đồng. Đây là cái tờ flyer mà chú đang cầm, là cái buổi họp là hôm nay đó. Xin mời quý đồng hương mình, những ai mà còn muốn tìm hiểu thêm ngoài những chuyện chúng tôi thảo luận hôm nay, thì buổi họp cộng đồng bữa nay thứ ba 15 tháng 11 từ 6 giờ chiều đến 7 giờ 30 tối, quý vị có thể tới đây để góp ý, để xem và có thể hỏi những điều gì quý vị thắc mắc. Quý vị có thể tới 2410 Center Road, ngay ngã tư của Tulip và đường Center, rất gần người Việt ở đây. Hôm nay 15 tháng 11 từ 6 giờ đến 7 giờ chiều. Rất là cảm ơn thời gian của Michelle và rất là cảm ơn tất cả anh chị em ở trong cái trung tâm này đã đón tiếp chúng tôi tới đây. Vì chúng tôi làm công chuyện này là vì nghe những dư luận không có đúng về sự thật hoặc là còn chưa được thông suốt, do nên chúng tôi tiếp xúc với văn phòng với cô Michaeli để được giải đáp. Và trong tương lai nếu quý vị có những thắc mắc nào về vấn đề trung tâm phục vụ Việt Mỹ Vietnamese American Service Center, cứ gọi tới Cali Today, gửi thư tới Cali Today, chúng tôi sẽ đại diện cho quý vị nêu lên những ý kiến. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng tôi. Xin mời Kelly từ giả khán thính giả của Việt truyền hình Việt Nam. Michael xin cảm ơn chú, và Michael xin cảm ơn, thành thật rất cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe về những cái dịch vụ, những cái thông tin của Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ. Và Michael rất là mong là nếu mà quý vị có thời gian một ngày gần đây, xin quý vị ghé ngang thăm trung tâm và có thể gọi điện thoại để làm một cái buổi hẹn để nhân viên có thể đưa quý vị đi tham quan một cái tour và giải thích thêm về dịch vụ và trả lời tất cả những thắc mắc cho quý vị. Mikhail xin một lần nữa xin thành thật cảm ơn quý khán thính giả. Kính chào quý khán thính giả và chúc quý vị trong mùa
lễ tạ ơn năm nay tuần sau rồi một lễ tạ ơn đầy đủ, gia đình vui vẻ hạnh phúc và trung tâm Việt Mỹ phục vụ Việt Mỹ tại Center và đường Tu Li sẵn sàng mở cửa quý vị từ 8 tới 10 giờ hôm nay. Chúng tôi đã tiếp xúc ở đây, xin chúc quý vị một mùa tạ ơn tràn đầy ân sủng của bề trên, của Thượng Đế, của Phật, của Chúa, và xin trân trọng kính chào.